Năm nay, trường Trung học phổ thông Gang thép Thái Nguyên có 10 lớp 12 với 455 học sinh, trong đó có 5 lớp học ban khoa học tự nhiên và 5 lớp học ban khoa học xã hội. Theo dự thảo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ vẫn giữ ổn định như mọi năm. Đây là thuận lợi lớn cho học sinh, giúp các em có thể yên tâm học tập và ôn luyện. Hiện tại, trường Trung học phổ thông Gang thép đang tiến hành song song vừa dạy học chính khóa cho học sinh, vừa ôn tập cho các em vào thời điểm phù hợp, chuẩn bị kiến thức để các em sẵn sàng tự tin trước kỳ thi. Nhà trường cũng đã sớm thực hiện việc định hướng chọn nghề nghiệp cho các em để các em có thể lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Chúng em cũng đã có một cái sự chuẩn bị ngay từ khi mà bước chân vào năm lớp 12, đó là chúng ta sẽ có cái sự kiên quyết này, cũng như là đặt ra những cái mục tiêu bản thân. Cùng với đó thì gia đình và nhà trường cũng đã hỗ trợ chúng em trong cái việc học tập. Ngoài các cái buổi học chính khóa trên trường thì nhà trường cũng đã bổ sung cho chúng em những cái buổi học phụ đạo thêm ở trên trường. Việc học ôn tập thi tốt nghiệp của các em không những chỉ ôn tập vào buổi chiều mà ngay buổi sáng, là trong các cái giờ học là các thầy cô ngoài cái việc là truyền thụ đầy đủ kiến thức cho các em thì cũng định hướng cái việc ôn tập cho các em. Đặc biệt là trong những năm gần đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các cái kỳ thi thử, thử tốt nghiệp trung học phổ thông. Qua mỗi một kỳ thi thử thì nhà trường cũng đánh giá được cái chất lượng học tập của từng môn, của từng em. Thì lúc đấy nhà trường cũng sẽ tách ra thành các cái nhóm lớp nhỏ để giúp các em, hỗ trợ các em để các em đạt được cái kết quả tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra cuối tháng 6 với một số thay đổi nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi và quyền lợi của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, nhiều trường trung học phổ thông nhanh chóng phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng thời tích cực triển khai dạy học theo chương trình, song song tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12. Trước đó, từ đầu năm học, các nhà trường đã lên kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn cụ thể. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cũng sẽ tổ chức các kỳ thi thử cho học sinh, từ đó có kế hoạch bổ trợ kiến thức phù hợp cho các em. Đối với việc ôn tập cho các em học sinh thi tốt nghiệp thì từ tháng 9 nhà trường đã tổ chức cho các em học tập tất cả là 3 môn văn toán Anh, là 3 môn chung. Đấy, thế còn lại là các em học sinh đăng ký cái tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp xã hội, và chúng tôi xếp lớp theo cái nguyện vọng đăng ký tổ hợp. Thì các em sẽ được học 3 ngày vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7, và đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thì rất là sát sao. Kỳ thi năm nay cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi. Tuy nhiên, theo dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sửa đổi, kỳ thi năm 2024 cũng sẽ có một vài điều chỉnh để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi từ năm 2025. Hy vọng với sự ổn định của kỳ thi, các trường trung học phổ thông, giáo viên và học sinh có thể yên tâm trong dạy học và ôn tập, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.